Không chỉ có U23 Việt Nam sẽ bước vào một năm vô cùng bận rộn với nhiều giải đấu, đội tuyển nữ của chúng ta cũng sẽ tham dự nhiều sự kiện không kém trong năm nay. Chỉ là Huỳnh Như và các đồng đội không nhận được sự quan tâm nhiều như những nam đồng nghiệp, nên dù những hành trình của họ mới chỉ bắt đầu, nhưng nhiều người vẫn không biết về điều đó. Trong năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tham dự các đấu trường bao gồm vòng loại Olympic 2024 diễn ra từ ngày 5 tháng 4 đến 8 tháng 4 tại Nepal, môn bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 5, vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8. Nhìn vào những sự kiện kể trên, bạn có thể thấy những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam sẽ có quãng thời gian cực kỳ bận rộn từ đầu tháng 4 đến hết tháng 7. Vậy thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có sự chuẩn bị như thế nào và mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam ở từng giải đấu ra sao? Vào tối mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Đối thủ của chúng ta là đội chủ nhà Nepal, đội bóng đang đứng thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo kết quả bốc thăm vòng loại Olympic nữ 2024, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của Afghanistan và Nepal. Tuy nhiên, vào phút chót, đội tuyển nữ Afghanistan đã tuyên bố rút lui khỏi vòng loại này. Suất đi tiếp sẽ là cuộc cạnh tranh của hai đội tuyển nữ Việt Nam và Nepal. Vậy làm thế nào để đội tuyển nữ Việt Nam có thể giành quyền tham dự Thế vận hội diễn ra vào năm sau? Đầu tiên, chúng ta cần phải đánh bại Nepal để lọt vào vòng loại thứ hai. Sau đó, 7 đội nhất bảng vòng loại thứ nhất sẽ cùng với Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc hợp thành các bảng đấu trong vòng loại thứ hai. 12 đội tuyển này sẽ được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt ở một địa điểm trung lập. 3 đội đứng đầu mỗi bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng loại thứ ba. 4 đội này sẽ được chia cặp để thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Đội nào giành chiến thắng sẽ giành vé tham dự môn bóng đá nữ tại Thế vận hội Paris diễn ra vào năm sau. Nhìn qua, bạn có thể thấy đây là một hành trình cực kỳ khốc liệt với tất cả các đội tuyển bóng đá nữ tại châu Á. Do chỉ có 2 suất từ lục địa này nên giới chuyên môn dự báo nó sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh của 5 đội bóng dẫn đầu châu lục. Tất nhiên, cơ hội chưa phải là hết với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng chúng ta phải cần đến phép màu mới có thể vượt qua 3 vòng loại với hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình vòng loại thứ nhất với đối thủ Nepal, xét theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hơn đối thủ đến 70 bậc. Tuy nhiên, theo vị trí quốc gia 73 tuổi, những khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nêu ra hàng loạt những lợi thế mà đội chủ nhà Nepal đang sở hữu, đó là sự thích nghi với khí hậu nóng, với điều kiện thi đấu trên mực nước biển. Đội bóng của ông sẽ có cách tập luyện để tăng cường thể lực, hơi thở, cường độ thi đấu để cầu thủ kịp hồi phục, quen với điều kiện tại đây. Để chuẩn bị cho trận cầu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã triệu tập 22 cầu thủ với nhiều gương mặt quen thuộc như tiền vệ Tuyết Dung, Ngân Thị Vạn Sự hay hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh. Đặc biệt trong bản danh sách là sự trở lại của Huỳnh Như, người tưởng chừng như không thể tham dự vòng loại thứ nhất vì lo ngại Lang FC sẽ không nhả người. Dù vậy, đến phút chót, đội bóng của Bồ Đào Nha vẫn quyết định để đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam hồi hương cùng các đồng đội tham dự vòng loại. Đây được coi như sự bổ sung rất quý giá với đương kim vô địch môn bóng đá nữ SEA Games. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, Huỳnh Như sẽ không mất nhiều thời gian để tập luyện và làm quen lại với các đồng đội. Bên cạnh mục tiêu phải thắng trước Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đặt ra một vài nhiệm vụ khác nhau ở giải đấu lần này. Ông coi đây là cơ hội tốt để rèn luyện thi đấu và cọ sát nhằm có những sự đánh giá tổng quan nhất cho những chiến dịch sắp tới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải trải qua hành trình kéo dài 22 giờ đồng hồ mới đến được Nepal vào chiều ngày 3 tháng 4. Ngay sau đó, toàn đội đã bước vào những bài tập để làm quen thích nghi với điều kiện khí hậu. Không khó để đại diện từ Đông Nam Á có thể vượt qua đối thủ ở cả hai lượt trận. Quan trọng là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt như thế nào trong bối cảnh SEA Games đang tới rất gần. Tới với kỳ đại hội thể thao khu vực lần thứ 32 trong lịch sử thì mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn sẽ phải là việc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Đó là mục tiêu bắt buộc phải đạt được để vừa có thể tiếp tục khẳng định được sức mạnh của bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực mà lại vừa là bước đà tốt trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đó ắt sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam khi mà chúng ta cũng sẽ phải sẵn sàng để đối phó với những thách thức khác của khu vực, đặc biệt có thể kể tới nền bóng đá Philippines. Ở thời điểm hiện tại thì những cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã có tới 3 năm liên tiếp nắm giữ vị thế đứng đầu của bóng đá Đông Nam Á ở các năm 2017, 2019 và 2022. Nhưng chắc chắn sự vươn lên mạnh mẽ của một cái tên như Philippines sẽ khiến cho nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam ở kỳ đại hội lần này trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với quãng thời gian trước đó. Lúc này thì đội tuyển nữ Philippines đang làm mọi cách để có thể thiết lập được vị thế của mình ở nền bóng đá nữ ở khu vực. Một trong những phương pháp đang giúp họ phát huy được hiệu quả chính là việc gọi những nữ cầu thủ gốc Philippines từ nước ngoài về thi đấu để có thể hướng tới những mục tiêu như SEA Games hay xa hơn, chính là World Cup. Minh chứng rõ rệt nhất cho những tiến bộ của nền bóng đá nữ nước này chính là việc Philippines đã trở thành đội tuyển nữ đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có được tấm vé tham dự World Cup 2023 được tổ chức ở Úc và New Zealand.
Ở thời điểm hiện tại thì đa số những trụ cột trong đội hình của tuyển nữ Philippines đều đang thi đấu tại nước ngoài. Họ cũng đã có cho mình một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm SEA Games 32 khi có trận đấu giao hữu với tuyển nữ Scotland hồi tháng 2 vừa qua để có thể củng cố thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu của mình. Một lợi thế khác mà những nữ cầu thủ của Philippines cũng đang cho thấy là họ có đủ căn cứ để gây khó dễ cho các cô gái vàng của miền Nam chính là lợi thế về mặt thể hình. Trong khi đó thì đội tuyển nữ Thái Lan chắc chắn sẽ luôn là đối trọng hàng đầu với tuyển nữ Việt Nam khi mà các cô gái đại diện cho xứ sở chùa vàng đã thất bại trước chúng ta ở trận chung kết tại hai kỳ SEA Games gần nhất. Quyết tâm phục thù ắt sẽ là điều mà tuyển nữ nước này có được để có thể lật đổ ngôi vương mà các học trò của ông Mai Đức Chung đã giành được trong quá khứ. Dù tuyển nữ Thái Lan đã thất bại trong việc giành lấy tấm vé tham dự World Cup nữ 2023, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đây là một đội tuyển yếu. Thậm chí chính vì không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà tuyển nữ Thái Lan sẽ lại càng trở nên quyết tâm hơn tại Đại hội Thể thao khu vực lần thứ 32 trong lịch sử. Do đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng ở kỳ Đại hội Thể thao sắp tới khi mà thách thức dành cho các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không chỉ là đại kình địch Thái Lan như trong quá khứ. Trước thêm Đại hội Thể thao khu vực, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng đông đảo người hâm mộ nước nhà đã được đón tin vui khi gần như chắc chắn tiền đạo Huỳnh Như sẽ trở lại quê nhà để cùng đồng đội bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá. Đây có thể được xem là một nguồn động viên tinh thần rất lớn cũng như là sự bổ sung chuyên môn chất lượng dành cho các cô gái vàng của Việt Nam khi bước vào hành trình lần này. Ngoài ra thì một số những nhân tố mới được kỳ vọng cũng có thể trở thành người san sẻ gánh nặng ghi bàn với Huỳnh Như trên hàng công, đó là tiền đạo Vũ Thị Hòa. Tuy nhiên, một vị trí có thể đem lại ít nhiều sự lo lắng cho tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu lần này chính là vị trí trung vệ của Trương Thị Kiều. Chốt chặn quen thuộc của những cô gái vàng đất nước hình chữ S vừa trải qua quá trình hồi phục sau chấn thương và chưa thể đảm bảo được thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, đây chắc chắn vẫn sẽ là một kỳ SEA Games đáng để hy vọng của tuyển nữ Việt Nam, bởi đây cũng sẽ là bước đạp quan trọng cho mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta trong năm 2023 lần này, đó là hành trình tại World Cup. Sau rất nhiều những vấp ngã cùng thất bại thì cuối cùng giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam cũng đã trở thành hiện thực với tấm vé được huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò tới Úc cùng New Zealand. Ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì các cô gái vàng của Việt Nam đã phải rơi vào bảng đấu tử thần với cả nhà đương kim vô địch lẫn á quân của giải đấu là Mỹ cùng với Hà Lan. Bên cạnh đó thì một cái tên khác tới từ châu Âu như Bồ Đào Nha ắt cũng sẽ không phải một thử thách dễ chịu dành cho đại diện của đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tuyển nữ Việt Nam cọ sát với những nền bóng đá đẳng cấp hàng đầu của thế giới để học hỏi và cải thiện mình cho những bước tiến mới trong tương lai. Trên hết, đây chính là tiền đề cho cả hiện tại lẫn tương lai để thượng tầng bóng đá Việt Nam có được những chiến lược mới dài hạn để chúng ta có thêm nhiều cơ hội giành được tấm vé tham dự World Cup ở cả nội dung nam và nữ. 2023 có thể được xem là một năm vô cùng quan trọng của bóng đá nữ Việt Nam khi huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các học trò có quá nhiều những mục tiêu khác nhau. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng sẽ là thách thức để những cô gái vàng của chúng ta vừa có thể tiếp tục cho thấy vị thế ở sân chơi khu vực, nhưng cũng sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh bất khuất của tuyển thủ nữ Việt Nam ra với toàn thế giới.